Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa tổ chức giao ban báo chí và xuất bản tháng 8 năm 2023. Tại hội nghị, Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng lấy ý kiến đóng góp về dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 trên địa bàn tỉnh vào năm 2025. Theo báo cáo của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, trong tháng 8 năm 2023, các cơ quan báo chí tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra vi phạm trong thông tin tuyên truyền. Các đơn vị phản ánh khá toàn diện kết quả đạt được của các cấp, các ngành, đơn vị, các địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng. Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung vào kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, kết quả triển khai thực hiện và thúc đẩy tăng trưởng các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, đô thị, dịch vụ. Tại hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2023, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã triển khai lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 trên địa bàn tỉnh, dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2025, gồm chuỗi các hoạt động như họp mặt kỷ niệm, triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu báo chí Bà Rịa Vũng Tàu qua các thời kỳ, phát hành đặc sản kỷ niệm, hội thảo khoa học Bà Rịa Vũng Tàu đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.